khung cảnh một buổi trưa ấm áp tại shop. Hôm nay shop quay cho anh em xem ha. Hôm nay shop quay cho anh em xem những chiếc xe dọn bên shop. Thì hôm nay vừa mới dọn xong. Vừa mới dọn xong một MCD50. Một MCD50 cho anh Kiều ở ngoài Hà Nội ha. Được anh Kiều đặt dọn full xe. Thì hôm nay shop quay cho anh em sẵn thì shop quay cho anh Kiều xem. Rồi quay cho anh em xem luôn ha, khung cảnh một buổi trưa tại shop. Và đây là một chiếc xe. Chiếc xe này thì được một anh trai ở Sài Gòn đặt shop nha. Xe này là đặt dọn full, bao sát luôn. Đó, thì đi một vòng cho anh em xem. Xem cái dáng xe được đặt bên shop. Đây. Thì xe này thì được thêm đồ chơi hai cái đèn led trợ sáng cho ông anh ha. Và một cái điểm nhấn nữa là mình lên một cái dè sâu 67 composite. Đó, cái màu này là màu vàng cháy nha anh em. Cái màu này là màu vàng cháy nha. Đi một vòng cho anh em xem. Thì được những anh em, những anh em đang dọn. Đây, đi một vòng cho anh em xem. Đó, quay cho anh em xem cái dè 67 nha, composite được dọn lên xe ha, được dọn cái dáng zin đẹp anh em nhìn nha, ôm bánh ha. Cái này là đây nè, chưa gắn nhông sinh dĩa nha, nó phải thụt lùi ra tí xíu nữa đó. Ở đây mình quay cho anh em xem hàng chuẩn 11 nha, được shop gia công dè 67 composite cho anh em. Thì để vài ngày nữa đi ha, vài ngày nữa xong xe thì shop sẽ quay cho anh em xem dè trước dè sau chuẩn phơm zin đó. Anh em nhìn đây ha. À, khung cảnh một buổi trưa tại shop. Đây là những chiếc xe dọn. Vài ngày nữa nha, vài ngày nữa thì shop sẽ lên cho anh em xem một em Dam. Một em Dam được ông anh ở nước ngoài đặt shop. Thì shop sẽ quay cho anh em xem ha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay cho anh em xem một em CD được anh Kiều đặt shop nha. Được anh Kiều đặt shop dọn. Đó anh em nhìn ha. Máy móc, từ máy móc vàng ngoài lúc nào cũng vậy nha. Mình dọn full xe là mình làm hết nha, mình làm chuẩn ập qua cái heo, làm chuẩn hết cục máy nha. Đó, đây cái cấu hình xe này là đang là máy lớn nha, đang là máy lớn, mình đã đi lên bơm nhất rồi luôn nè anh em nhìn ha. Ở đây đó, mình đi bơm nhất rồi hết đó. Quay cho anh em xem dọn từ A đến Z nha, từ trong ra ngoài đó anh em nhìn ha. Rồi, đã lâu rồi mình không có quay cho anh em xem ha, xe dọn thì hôm nay shop sẽ quay cho anh em xem một em siêu phẩm nha. Qua đây để shop quay cho anh em xem một em siêu phẩm CD50. Đây, chiêu cho anh em nha, hầu như hồi Tết tới giờ shop không có quay xe dọn cho anh em xem. Thì hôm nay xin mời anh em xem nha, hôm nay review xe của anh Kiều ở ngoài Hà Nội ha. Thì xe này anh Kiều đặt shop dọn full xe, thì em quay sát vào đây để cho những ông chú, những ông anh ở xa xem nha. Xe này là anh Kiều đặt shop dọn full xe, đặt bao sát anh em nha. Dọn chi tiết từng ngóc ngách, nói chung là shop dọn full hết. Shop dọn full hết anh em nha. Đó, đi vô cho anh em xem. Và xe này là cấu hình máy 100, nhẹ nhàng, tình cảm anh em nha. Đó. Thì những ông chú, những ông anh ở xa mà có xem được cái video ha. Thí dụ như mà shop dọn thiếu cái gì đó thì anh em cho shop một cái bình luận nha, để mình rút thêm cái kinh nghiệm, để mình quay, mình làm những cái chiếc xe cho anh em cho nó chuẩn hơn tí xíu nữa. Đây ha, bô hàng 11 đó, chuẩn hàng 11 anh em nha, bô chuẩn hàng 11 nha. Đây, được một ông anh, một ông anh Hà Nội tin tưởng ha, tin tưởng điện thoại cho shop. Quân ơi, anh thích chiếc CD, em dọn cho anh một con CD full xe bao sát. Bao nhiêu tiền cọc cho anh. Rồi đó, shop dọn full xong hết rồi ha. Quay lên cho anh em xem. Thì hồi Tết giờ cũng dọn xong mấy em, nhưng mà tại vì mình lu bu quá, mình không có quay, mình không có quay cho anh em xem. Thì hôm nay vừa mới dọn xong để mình quay cho anh em xem. Và một em 67 nữa, một em 67, nhưng mà dọn em 67 thì dọn chưa xong, thì để sắp quay luôn. Tại vì chiếc 67 thì đi về nhựa, về nhựa mà ông, bây giờ ông anh ông kêu thôi vô cặp về Thái luôn đi đó. Thì giờ sẵn quay xe của anh Kiều thì sắp quay cho anh em xem luôn, chiêm ngưỡng luôn ha. Dọn từ đầu tới đích, dọn từ trong ra ngoài. Và một em siêu phẩm như vậy, mình đi cho anh Kiều này cái máy 100. Thì lúc trước á, mình dọn những cái chiếc xe như là 67, 68, CL, CD.
đều là máy 110 hết. Nhưng mà những tùy theo những cái lứa tuổi khách thì xe này ông anh kêu là anh đi ít lắm, anh đi đầm thấm mà anh đi cà phê cà pháo thôi, thì mình mới tính làm 70. Mà đi cái cấu hình 70 thì mình thấy đi nó yếu quá, đi nó không có sướng, nên mình vô trên đầu lòng của rim luôn ha. Cấu hình máy là của rim và mình có ăn gian hơi cho nó nhẹ nhàng, nhưng mà đạp nhẹ lắm, đạp thì thầm. Để sắp đạp sắp quay cho anh em xem nha, để sắp quay cho anh em xem đây đó, quay ngang vậy cho anh em xem dễ xem ha. Đây anh em xem nghe máy nha, cho sắp ý kiến nha. Đây cấu hình máy 100 nha, thì thầm cấu hình máy 100. Cái xe này thì đi bô im nha anh em, đi đúng chuẩn nha, đúng chuẩn CD, mình đi bô im ha, và cấu hình máy 100 đó, trên đầu lòng bình của An Giang hơi anh em nha. Quay sát vô, em quay sát vô cho anh em nghe tiếng máy. Xe này là bình của An Giang hơi nha, đi một vòng qua bên kia luôn, quay cho anh em xem được rõ hơn. Em cứ quay chi tiết xe ha, cứ quay chi tiết xe cho những ông chú, những ông anh ở xa xem chiêm ngưỡng, nói chung là những anh em cùng đam mê ha. Mình xem cho biết, mình xem cho tham khảo. Những cái món phụ tùng cũng vậy nha, những cái món phụ tùng bên shop dọn xe cho anh em sao thì mình bán cũng là hàng một như vậy đó. Anh em nhìn này nha, từng chi tiết đó. Được một ông anh ở ngoài Hà Nội tin tưởng ha, giao cho shop cái nhiệm vụ một em CD và là siêu phẩm, tại vì mình dọn từ trong ra ngoài luôn anh em, mình dọn từ trong ra ngoài luôn, dọn nói chung là mình dọn hết full hết luôn, xong rồi thì mình gửi xe ra ngoài Hà Nội cho ông anh. Quay sát vô, quay sát cái máy vô cho anh em nghe ha. Anh em xem nha, thấy chỗ nào mà mình làm không đúng anh em cho shop thêm một cái bình luận nha, anh em cho shop một cái bình luận để mình rút thêm cái kinh nghiệm, nếu có cần chỉnh sửa gì cho anh Kiều này thì mình chỉnh sửa luôn, tại vì mình chạy lô đai xong hết rồi và ngày mốt thì mình sẽ gửi ra ngoài Mỹ Đình. Bô im lắm anh em, cái này là xe này mình đi bô im nha, mình đi bô im luôn không phải đi bô hơi, tại vì ông anh này cũng hơi lớn tuổi nên mình phải làm theo đúng cái chuẩn dán zin cho ông anh đó. Đây quên cái micro để sát vô cho anh em nghe nè. Thì thầm nha, máy 100 được dọn full hết, em đi từ trăm niền đèn cho anh em xem. Thì những anh em nào mà thấy cái món nào đẹp á, anh em nào mà có xe rồi thấy món nào đẹp á, cần mua món đó thì cứ việc liên hệ với shop. Bên shop là chuyên về phụ tùng mà, nên anh em cứ việc yên tâm nha, bên shop là chuyên về phụ tùng 67 68 CL CD nên anh em cứ việc yên tâm, đầy đủ phụ tùng hết đó. Còn bên đây thì em 67 này thì cấu hình máy bên em 67 này thì shop vừa mới dọn xong, nói chung là mình dọn gần xong rồi, mà bây giờ thì ông anh ấy kêu là thôi anh không đi về kia nữa, thấy nó gì thì giờ ông anh ổng muốn đi về Si Thái đó, thì mình đang lên thì sẵn quay rồi mình quay cho anh em xem luôn, đi một vòng cho anh em xem. Mình đang lên thêm cái về trước nữa là xong rồi. Xe này thì ông anh này ở ngoài Hà Nam nha, ông anh này ở ngoài Hà Nam đó, đi dàn chân đánh cước nha, mình đi cái dàn chân đánh cước. Đây hôm bữa giờ hồi Tết giờ làm xong mấy xe rồi, chiếc 71 72 mà mình không có review cho anh em, mình không có thời gian mình quay cho anh em xem. Hôm nay chủ nhật hôm nay mới quay cho anh em xem nha, một em SS50 qua bên đây nha, đi từng chi tiết cho anh em, cho những ông chú những ông anh ở xa xem. Những anh em nào mà đam mê ha, 67 68 hay là CD đều có thể xem mẫu xe bên shop phụ tùng 67 quân dễ thương nhất Sài Gòn xem tham khảo nha. Và xe này cũng cấu hình máy lớn luôn, xe này là cấu hình máy 100, xe này 110 ba bạc lỡ. Xe này thì mình đi 110 nha. Đó anh em nhìn từng chi tiết nè. Dàn chân là mình đánh cước phủ keo nha, chứ mình không có đi sơn, mình chơi đánh cước phủ keo đó, rất là đẹp. Xe này thì cấu hình máy 110. Cái 110 bên mình á thì mình có ăn gian hơi, mình có đi ba bạc lỡ nên đạp nó hơi nặng tí xíu. Thì lúc nào anh em đặt xe bên shop á thì shop đều có tư vấn cho anh em ha, từ cấu hình máy 100, 110, 54 hay là những cấu hình máy lớn nữa thì mình có tư vấn cho anh em hết. Đi một vòng cho anh em xem tham khảo ha.
máy lớn mà đi cái về nhựa sau trước sắt thì nhìn nó hơi yếu, nên ông anh ông kêu thôi Quân ơi vô cặp về 71 cho anh ha, cặp về si thái quay sát xuống chi tiết, quay sát vô chi tiết từng món cho anh em xem. Bên đây nó ngược sáng rồi, quay qua bên kia, em quay qua bên kia, quay chậm chậm cho anh em xem, quay chậm chậm đứng một chỗ quay cho anh em xem từng chi tiết. Quay xuống đây à, đây để nó hơi bụi tay cô đai bữa giờ. Cấu hình máy 110 nha anh em, cấu hình máy 110 ba bạc lỡ canh ti nhuyễn nhừ ha anh em ha. Bình xăng con ni bi, bình xăng con ni bi nha. Những chiếc xe bên shop dọn máy lớn đều đi bình xăng con này đó. Ở đây thì mình làm tại chỗ, mình làm tại shop. Hai những anh em nào mà mua phụ tùng ở xa thì mình có thể ship tới tận nhà cho anh em, còn những anh em nào mà trong phạm vi Sài Gòn thì mình có thể ghé trực tiếp shop. Địa chỉ của shop là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 ha. Thì mình có thể gắn tại chỗ cho anh em, lúc nào cũng có thầy thợ hết, gắn cho anh em hết. Đi đây. Đó, đây là xe của anh Kiều ha, quay cho ông anh xem. Thì cũng cảm ơn ông anh đã tin tưởng và ủng hộ shop phụ tùng 67 Quân dễ thương nhất Sài Gòn. Cảm ơn ông anh rất là nhiều, và cảm ơn luôn những anh em nào đã tin tưởng nha, ủng hộ phụ tùng bên shop. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Và những anh em mà xem có thấy có chỗ nào mà không được á, cần chỉnh sửa gì anh em cho shop một cái bình luận nha, để xúc shop rút được cái kinh nghiệm ha, để những chiếc xe sau nữa và sẽ làm cho nó hoàn thiện hơn. Dạ, cảm ơn anh em rất nhiều nha. Bye bye và chúc anh em một buổi chiều chủ nhật thiệt là ấm áp nha. Bye bye anh em. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật cái món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em. Bye bye anh em.